Mình sẽ đi vòng vòng ở đây mọi người. Ui, và mà khi mà mình đến đây mình có nhận thấy rất là rõ ràng đó là những cái người mà họ đến đây họ cúng đó thì đa số là xịt dầu thơm vô người của tượng bà bên này, cũng như là các vị sư vị Phật, và thứ hai là tha son môi, cũng như là cúng một số vật phẩm như là tiền vàng cho bà bên, nhằm mục đích đến đây là họ cầu tài lộc làm ăn. Và thậm chí là có rất là nhiều người Việt Nam đến đây cúng cầu tài lộc luôn. Tiếp theo thì ở trong chùa bà bên đó, dạ thì mời tất cả mọi người cũng như cô bác quý chị cùng theo người hồ ha, đi qua một trong những cái khuôn viên, những cái nơi khác trong cái khuôn viên của chùa. Mọi người, cô bác quý anh chị có thể thấy kiến trúc của ngôi chùa nó rất là công phu và tỉ mỉ luôn. Mọi người đây cũng khá là đặc biệt luôn mọi người. Đừng bỏ qua cái những cái phim như thế này. Và nếu thích thì hãy cho Bùi Hồ một thích và một lượt chia sẻ cũng như là đăng lượt đến cái kênh mới. Đây, xin. Thank you. Mình có một cái tháp, và cũng có con vật hình như là ở đây là có ông hổ với là hai sư tử. Ôi, ông hổ mất. Ở đây mình có đậu xanh, gạo, đậu đen, đậu đỏ, và thậm chí có cả tiền trên thị trường, cả những quả thú gà. Ở đây là cái trứng của thịt heo. Đây mình có thịt heo với lại trứng vịt, một cái lễ vật. Dưới vàng cái này trứng vịt này, thịt heo. Có tổng hợp cái rất là nhiều. Năm kha, anh nhà lấy năm sáng nhà trồng được bay nè, đây nhưng năm thọ trồng nên dân sống ở ta chui, thêm ta tập bay thêm. Bạc lời con trai nữa là tua sport, ta con trai trồng hay là con trai cắt, cắt. Và ở đây thì mọi người có thể thấy rất rõ là cái tiền thì nơi dừng mở đây không có ai lấy hết. Mạng khác quay ở đây thì có nhiều con không biết của bà con, các tượng của các vị thần tài nè. Tiền ở đây chẳng có gì quan công. Đây là một cái miếu, tôi đang công việc. Chẳng xong một lúc ta một trái chui lần lưng lúc ta ná. Ở con trai mà cắt trong ngày nâng ngày sọc ngày giờ đấy sức sợ ngày chăng. Ngày đàm thuốc chờ thằng trai rô xì miên ban. Tới nam mà nà dì mùi môi sọ hạt tương. Nam mà nà dì mùi môi sọ hạt tương.
Ôi đó luôn nè, cái tiêu trong tay tao luôn đi mày. Đây cũng như xem này, tùy này. Đây hai bên đây giống như hai tượng thần của Ấn Độ, giống như thần Shiva. Mọi người có thể thấy ở đây rất là nhiều tượng ha. Đây là một vị thần. Có rất là nhiều lễ vật ở trên. Ở đây thì các vị thần mình và em không thì cũng không rõ, nhưng mà mọi người thấy là trên các bức tượng thì đa số là đều được sơn môi ra, và thậm chí là đeo rất là nhiều vàng hiệp và tiền, đầy tiền bạc trên người luôn. Mọi người có thể thấy không? Mà ở dưới kia thì có cả những cái giống như những cái vật phẩm, những cái dây trang sức gì đó mình cũng không rõ, hoặc là ông có đeo cả cái mã này. Và đây này, mọi người thấy các tượng thần tài, và ở cái này đều có tiền hết rồi. 100 yên là tương ứng với là 500-600 đồng tiền Việt. Các bức tượng đều vẽ nét tiền khắp nơi. Và ở đây thì không ai, không Phật tử nào dám vô đây lấy những cái đồng tiền như thế này. Mà mọi người có thể thấy là 100 đô nè. Ở đây là có 200-300 đô, 400-500 đô rồi. Mình thì cũng không dám đụng vào. Đây, còn là tiền đô thì mình ước chừng sơ sơ ở đây thì nó khoảng 1.000 đô á, ở tượng Phật này. Và thậm chí ở dưới này nữa nè. Đây, ôi một sắp tiền đô cực kỳ dày luôn mà mình không dám đụng luôn. Thì ở đây khoảng 1-2.000 đô là khoảng 40-50 triệu vậy. Đây nó là 100 đô là một. Ôi, một sắp tiền cực kỳ. Mà mình không nghĩ là tiền thì đợi gãy ghét ở đây mà không có ai dám lại nhận. Mặc dù là ở đất nước Campuchia thì còn khá là nghèo, và cái thu nhập bình quân đầu người của đất nước Campuchia thì tầm khoảng là 100-200 ngàn tiền Việt Nam thôi. Người dân Campuchia thì 16 triệu dân, trong đó thì họ chủ yếu sống ở một số thành phố lớn nè. Và việc mà ở đây gồm có tiền cam và tiền đô là ở đây họ sử dụng song song hai mệnh giá đồng tiền, đó là đô la và cam. Nếu như mà không tính bằng tiền ghia thì sẽ tính tiền bằng đô. Và mọi người có thể thấy nè, 100 đô nè, ở đây một cái sóc này rất là dày nha, thì nó khoảng tầm 4-5 ngàn luôn á. Và kể cả đây nè, đó đây. Họ tin rằng là khi mà kiếm những cái vật phẩm là tiền bạc thật như thế này thì sẽ có được cái tài lộc cho gia đình. Và những cái đồng tiền này thì theo mình được biết là được sơn, các sư đây đều sơn bùa cho hết rồi. Nên việc đấy những cái đồng tiền như thế này, đây là mọi người, ôi giời cực kỳ luôn. Mình đợi có ai vô đây kiếm để mình gây cho mọi người cũng xem. Đây nè, tiền đô được ghi rõ rất lâu. Không ai dám lấy người đồng đụng chạm những đồng tiền như thế này. Hãy
phát ngôn mổ nó là tôi cô này đâu, chị này đâu, đến những đồng tiền và những cái bức tượng. Và sau khi cúng thì họ bắt buộc phải thắng giá xong thì họ bắt buộc phải để vật phẩm cũng như là tiền bạc lại. Chị khá là bất ngờ với lại những cái hộp cúng ở đây luôn. Ở đây là một cái bức tượng của một vị nữ cũng có đeo vàng luôn. Thật ra thì mình cảm thấy khá là bất ngờ khi mà các Phật tử đi đến đây, họ cúng cầu tài lộc, những khấn vái những bức tượng Phật, chẳng hạn như là Thích Ca hay là những vị thần theo phong tục của người Khmer. Sau khi khấn vái xong thì họ sẽ làm một cái nghi lễ để mà cho chùa, cũng như là cúng một số vật phẩm và thậm chí là vét những cái tờ tiền vào người của các vị Phật nè, cũng như là các vị thần. Mục đích của họ là tin rằng là khi vác những vác đính những cái tờ tiền lên như vậy thì một năm đó sẽ được tài lộc quanh năm. Và đối với người dân Campuchia thì ngôi nhà của họ cũng khá là nghèo, nhưng mà ngôi chùa ở Campuchia thì cực kỳ giàu. Chẳng hạn như là hình ảnh mà cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn vừa thấy, đó là hàng ngàn đô nằm vương vãi khắp nơi ở trong ngôi chùa, và không ai dám đụng vào những cái đồng tiền đó. Và họ tin rằng những cái đồng tiền đó đã được sên bùa, nếu như mà ai mà lấy những cái đồng tiền đó thì sẽ gặp không may mắn. Và thậm chí là có những cái câu chuyện là người Việt Nam mà đi trước đây đi bộ đội đi Campuchia mà tham những cái cổ vật ở trong chùa, họ về đều họ thần kinh bị khủng hết rồi. Đây là một cái video clip khá là bất ngờ cho bản thân của mình, cũng như là cho tất cả các mọi người cùng xem về một trong những cái phong tục cúng rất là lạ của người dân Campuchia ở chùa Bà Bên như thế này. Con có một cái con, hai con chim mà mọi người ở trong trước đây mà ở An Giang thường có tuyên truyền nhau rằng gặp hai con chim đó về là có dấu hiệu gì đó mình không gặp. Đó, nó cứ lặn tới lặn lui rồi.
Và hôm nay video clip này cũng mong là nó sẽ mang cho mọi người một cái thông tin gì đó bổ ích. Và đang nói thì máy nó đứng mọi người. Thì mong video clip này sẽ mang một điều gì đó bổ ích cho mọi người cũng như là cô bác quý anh chị. Đừng quên đăng ký kênh và like, share, chia sẻ cho mình về những thông tin bổ ích video clip mang lại. Thì chuỗi hành trình ở Campuchia còn khá là dài và mình sẽ review những điều thú vị cho cô bác quý anh chị xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip ngay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.